Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu uống nước cây an xoa có tác dụng phụ hay không, nên kiêng ăn gì. Sau khi sử dụng nước sắc cây an xoa, cũng đã có nhiều bạn phản hồi về thắc mắc cũng như tác dụng phụ của cây an xoa và việc sử dụng cây an xoa có nên kiêng gì hay không. Vì vậy, video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một số lưu ý về sử dụng cây an xoa. Mời các bạn cùng theo dõi. Uống cây an xoa có tác dụng phụ hay không? Ông Võ Văn Chi, tác giả của cuốn Từ điển cây thuốc chia sẻ. Cây an xoa hay còn gọi là cây kén cái, được y học cổ truyền đánh giá là thảo dược lành tính mát gan, giúp thải độc gan hiệu quả, khắc chế bệnh gan và giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư hiệu quả. Được y học cổ truyền và nhiều thầy thuốc công trình nghiên cứu khẳng định cây an xoa là một loại thảo dược lành tính và hiệu quả điều trị bệnh cao. Vậy tại sao những ngày đầu sử dụng nước sắc cây an xoa lại có nhiều người cảm giác bụng cồn cào như đói, sót ruột, đi phân ngoài lỏng và hơi hôi? Nhiều người cũng thắc mắc uống cây an xoa bị tiêu chảy hay không? Lý giải cho điều này, các thầy thuốc và chuyên gia dược học cho biết do cơ chế thải độc nên cây thuốc an xoa có tác dụng đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài. Do đó, những ngày đầu sử dụng cây an xoa, người dùng sẽ có những biểu hiện như cảm giác bị bụng hơi khó chịu, bụng sôi cồn cao, như đói, lúc nào cũng cảm thấy sót ruột như ăn không đủ no, còn đi ngoài thì phân hơi hôi sệt và có mùi hơi khó chịu. Các bạn thân mến, việc uống cây an xoa bị tiêu chảy là những biểu hiện của cơ chế thải độc của cây an xoa chứ không phải là tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không cần lo lắng. Chúng tôi có thể khẳng định đây là những biểu hiện hoàn toàn bình thường trong những ngày đầu sử dụng nước sắc từ cây an xoa. Các bạn có thể yên tâm, chỉ sau thời gian ngắn sử dụng những triệu chứng trên sẽ dần mất đi và cơ thể của bạn sẽ trở lại hoàn toàn bình thường. Bụng sẽ không còn cảm giác khó chịu, đi phân ngoài lỏng hoặc bụng cồn cào như trước nữa. Thay vào đó, bạn sẽ có những biểu hiện tích cực như ăn được, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, cảm thấy cơ thể khỏe lên, không còn uể oải như trước nữa. Những dược chất có trong cây an xoa như alkaloid, flavonoid, enzyme đã được các nhà khoa học chứng minh không có tác dụng phụ cho người sử dụng, cực kỳ lành tính. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nước sắc cây an xoa để hỗ trợ điều trị bệnh trong suốt một thời gian dài mà không phải lo lắng. Vậy khi uống nước sắc cây an xoa có nên kiêng ăn gì hay không? Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số lưu ý đến bệnh nhân bằng việc sử dụng cây an xoa để đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Các bạn nên tham khảo và áp dụng. Không nên sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích khi sử dụng nước sắc cây an xoa để tránh cơ thể giảm đi sự hấp thu của thuốc, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả khi sử dụng nước sắc của cây an xoa trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Khi các bạn sắc nước cây an xoa thì nên uống trong ngày, không nên để qua đêm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì khi để qua đêm, những dược chất của cây an xoa sẽ bị biến đổi hoặc nước sắc của cây an xoa sẽ bị ôi thiêu, không còn tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, thậm chí có những tác dụng không tốt. Những người có cơ thể bị hàn, bụng yếu hay đi ngoài thì tránh sử dụng nước sắc cây an xoa do cơ chế thải độc của cây an xoa, nên một vài ngày đầu chất độc từ cơ thể sẽ được đào thải ra bên ngoài, cộng với cơ thể bị hàn, bụng yếu sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, cảm thấy cơ thể bị mệt mỏi. Cần lưu ý, khi sử dụng cây an xoa các bạn nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm khiến cho cơ thể của bạn bị lạnh như cua đồng, thịt trâu, cá mè, trái sung, rau dền, ốc. Những thực phẩm này không có lợi trong quá trình sử dụng thuốc nam, đồng thời không có lợi trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh, vì vậy người bệnh nên kiêng cử. Bệnh nhân kết hợp sử dụng thuốc nam và thuốc tây chung thì nên giãn cách thời gian sử dụng nước sắc an xoa ra là 60 phút để tránh bị phản ứng tương tác giữa thuốc đông y và thuốc tây y. Không nên sử dụng nước sắc cây an xoa đối với phụ nữ có thai và đang cho con bú vì dễ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Trẻ em dưới 18 tuổi, cơ thể chưa được phát triển toàn diện cũng không nên sử dụng cây an xoa. Nên sử dụng 2 lít nước sắc cây an xoa mỗi ngày, sử dụng kiên trì từ 5 đến 6 tháng để đạt được hiệu quả điều trị bệnh cao nhất. Ngoài ra, đối với những người bị bệnh tim mạch hoặc bị suy thận thì nên tránh việc sử dụng cây an xoa. Có thể khẳng định cây an xoa là một loại thảo dược lành tính có nhiều công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị bệnh gan và một
số bệnh khác như chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Vì vậy, các bạn có thể yên tâm sử dụng nước sắc cây an xoa để hỗ trợ điều trị bệnh lâu dài. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình điều trị bệnh, người bệnh cần tuân thủ đúng theo sự hướng dẫn của các thầy thuốc, tránh tùy tiện sử dụng nước sắc cây an xoa khô. Cây an xoa uống nhiều có tốt hay không? Những người có bệnh lý về gan thì việc uống nhiều nước cây an xoa là rất tốt. Người bệnh gan sử dụng cây an xoa như nước trà, uống thay nước lọc hàng ngày giúp phục hồi chức năng gan. Những ai không nên dùng cây an xoa? Tuy là cây an xoa lành tính nhưng nó vẫn là một loại cây thuốc nên sẽ có người dùng được và người không nên dùng. Những đối tượng sau đây tuyệt đối không nên dùng để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ sau khi sinh đang cho con bú, người mắc bệnh tim mạch, người mắc bệnh suy thận, trẻ em dưới 10 tuổi. Khuyến cáo cuối cùng là các bạn không nên tự ý dùng thuốc mà hãy làm theo hướng dẫn của các bác sĩ hoặc chuyên gia để đảm bảo sức khỏe của các bạn. Người bình thường uống nước cây an xoa được hay không? Cây thuốc an xoa là một loại thảo dược được người dân biên giới Campuchia sử dụng. Sau đó tác dụng của loại cây này được lan rộng sang một số nhóm người dân tộc thuộc tỉnh Bình Phước của nước ta. Để rồi thảo dược này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Được nhiều người biết đến, thảo dược có tác dụng hiệu quả đối với những người bị bệnh gan. Qua sử dụng đã có rất nhiều trường hợp bệnh gan được cải thiện đáng kể thông qua loại thảo dược quý giá này. Gần đây, thảo dược càng được nhiều người dân biết đến và sử dụng ngày một rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khác với những loại thảo dược như cây xà điên, cây cà cây leo, thì thảo dược an xoa không giống như một vị trà. Do đó, chỉ những đối tượng có bệnh lý về gan như men gan cao, viêm gan, xơ gan, ung thư gan thì nên sử dụng. Người có sức khỏe bình thường không nên sử dụng cây an xoa. Bên cạnh đó, như đã chia sẻ đến với các bạn thông qua những video trước đây, cây an xoa tuyệt đối kiêng kỵ với phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi cơ thể chưa được phát triển toàn diện, người bị bệnh tim mạch hoặc suy thận. Nếu những đối tượng trên sử dụng thì chẳng khác gì lợi bất cập hại. Do đó, những đối tượng chúng tôi chia sẻ ở trên, các bạn nên lưu ý không nên sử dụng cây an xoa. Ngoài ra, cây an xoa là một loại thảo dược có sự tương kỵ mạnh đối với nhiều loại thực phẩm có tính hàn như cua đồng, thịt trâu, cá mè, ốc, thịt dê, rau chành đỏ, trái sung, cà phê, thuốc lá, sữa, nước chè, v.v. Nếu sử dụng cây an xoa mà ăn kèm những thực phẩm kể trên thì dễ xảy ra tương kỵ. Đối với những người có bụng yếu thì dễ xảy ra một số hiện tượng như nôn, bụng cồn cào, tiêu chảy, v.v. Điều này rất nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy, có thể khẳng định cây an xoa là một loại thảo dược lành tính, không độc. Do đó, nếu như người bình thường thì không nên sử dụng quá nhiều loại thảo dược này. Nếu người bình thường muốn phòng bệnh về gan, đặc biệt giúp lá gan khỏe mạnh, thì lời khuyên chân thành các bạn nên sử dụng cà gai leo hoặc cây xà đen. Hai loại thảo dược này đều lành tính, không độc, không xảy ra tác dụng phụ nếu sử dụng thời gian lâu dài. Do đó các bạn có thể nấu nước uống hàng ngày thay cho nước lọc sẽ rất tốt. Uống cây an xoa có giảm cân hay không? Cây thuốc an xoa là một loại thảo dược vô cùng tốt cho sức khỏe, thảo dược lành tính, không độc, an toàn cho người sử dụng. Đối với người thừa cân, béo phì, mỡ thừa, nhiều khi sử dụng cây an xoa, thảo dược có tác dụng nhuận tràng, sổ mạnh, giúp đào thải lượng mỡ thừa không cần thiết ra ngoài cơ thể, giúp các bạn có được một thân hình cân đối săn chắc. Bên cạnh đó, cây an xoa còn có thanh lọc cơ thể, giải độc hiệu quả, do đó sử dụng nước sắc cây an xoa, những chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ được đào thải hết ra bên ngoài. Cây an xoa giảm cân an toàn tự nhiên, không để lại tác dụng phụ, vì vậy đối với những ai muốn giảm cân thì việc sử dụng thảo dược an xoa được xem là một gợi ý tuyệt vời, khuyến khích các bạn nên dùng. Cây an xoa uống có đắng hay không? Nước sắc cây an xoa có vị đắng nhẹ, màu vàng nhạt, mùi thơm rất đặc trưng, thanh mát như trà. Khi uống vào sẽ cảm giác ngọt hậu, dễ uống. Do đó, đối với những ai không quen sử dụng đắng vẫn có thể yên tâm sử dụng cây an xoa. Tại Bình Phước, những người mà thường xuyên nổi mụn trứng cá, mề đay, ngứa, gan nóng thường sử dụng cây an xoa sắc nước uống thay cho nước lọc hàng ngày như là một loại trà thanh nhiệt rất dễ uống. Sau thời gian dài kiên trì sử dụng, cơ thể được thanh lọc, mát gan, sức khỏe tăng cường, da dẻ ai cũng hồng hào, những nốt mụn cũng dần biến mất. Theo kinh nghiệm của người dân Bình Phước và những chuyên gia dược liệu học chia sẻ lại rằng, để nước sắc cây thuốc nam an xoa được thơm, mùi vị dễ uống thì các bạn nên sao vàng hạ thổ thảo dược này trước khi sử dụng. Cây an xoa có ngâm rượu được hay không? Cây an xoa không ngâm được với rượu, vì sao lại như thế? Câu trả lời ở đây, cây an xoa chuyên chữa bệnh gan, làm mát gan giải độc, còn rượu thì làm nóng gan nên không thể kết hợp hai cái này với nhau. Trong dân gian, người ta dùng an xoa bằng cách sắc thuốc để uống và trong nhiều tài liệu y học cổ truyền dùng khuyên làm như thế nào chứ không có cách dùng nào là ngâm với rượu cả. Lời khuyên cuối cùng cho các bạn đó là sử dụng an xoa đúng cách để tránh tác dụng phụ ngoài mong muốn các bạn nhé. Mong rằng việc sử dụng nước sắc cây an xoa sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả dành cho các bạn.
Để mua được an xoa uy tín chất lượng, các bạn vui lòng liên hệ tới công ty Thảo Dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 860/14 Sô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, số hotline 0906 852 188. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.